Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi tới quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau nhiều tháng giữ thế phòng thủ trước cuộc phản công của Ukraine, Nga đã gây bất ngờ bằng việc tiến hành cuộc tấn công lớn chưa từng có vào thị trấn tiền tuyến Avdiivka. Ở phía đông, đây được coi là cuộc tấn công lớn nhất của Nga trong nhiều tháng qua. Avdiivka hiện do Ukraine kiểm soát, nằm gần thủ phủ tỉnh Donetsk mà Moscow đang nắm giữ. Theo giới phân tích, Moscow có thể đang tìm cách bao vây các lực lượng Ukraine tại Avdiivka, nơi có ba mặt được bao quanh bởi các vị trí của Nga. Kế hoạch này không chỉ giúp Nga dễ dàng kiểm soát thị trấn chiến lược mà còn sớm giành được thế chủ động. Vẫn chưa rõ cuộc tấn công mới vào Avdiivka có trở thành lực đẩy chính cho nỗ lực của Nga để giành quyền kiểm soát toàn bộ miền đông Ukraine hay không. Nhưng trên thực tế, Nga đang đổ rất nhiều nguồn lực vào nơi đây và cũng đặt cược khá lớn vào canh bạc này. Taras Berezovets, phát ngôn viên của lữ đoàn đặc nhiệm số 1 của Ukraine, lưu ý vai trò chiến lược của thị trấn Avdiivka rất rõ ràng. Nơi đây là cửa ngõ vào Donetsk. Vùng ngoại ô của thành phố Donetsk, thủ phủ tỉnh cùng tên do Nga nắm giữ, chỉ cách Avdiivka 10 km về phía nam. Các quan chức Ukraine cho biết, Nga đã điều động ít nhất 3 tiểu đoàn, ước tính khoảng 2.000 đến 3.000 binh sĩ, cùng nhiều xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh được sự yểm trợ của lực lượng pháo binh để tấn công các vị trí của Ukraine. Theo các nhà quan sát phương Tây, mục tiêu của Nga có thể là bao vây các cứ điểm của Ukraine, dồn binh sĩ đối phương vào một lòng chảo và phá vỡ sự kiểm soát của Kiev đối với Avdiivka. Cuộc tấn công diễn ra trong thời điểm đầy thách thức đối với Ukraine khi quân đội nước này đang nỗ lực duy trì chiến dịch phản công kéo dài 4 tháng nhằm xuyên thủng các phòng tuyến của Nga tại phía Nam và phía Đông. Trong thông báo trên Telegram, ông Andriy Zemak, chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đang phải giữ vững vị trí trong cuộc giao tranh rất khó khăn gần Avdiivka. Còn ông Vitaly Barabak, người đứng đầu chính quyền quân sự tại Avdiivka, nói rằng các trận chiến, các cuộc đấu súng và đấu pháo diễn ra rất ác liệt cả ngày lẫn đêm. Vẫn chưa rõ Nga có thể giành quyền kiểm soát Avdiivka hay không, nhưng cuộc tấn công của Moscow chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho các lực lượng Ukraine. Nếu Kiev để mất Avdiivka thì đây sẽ là đòn giáng mạnh vào cuộc phản công mà họ đang thực hiện, đồng thời ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của các binh sĩ. Trong trường hợp Nga nắm quyền kiểm soát Avdiivka, đây sẽ là một thắng lợi đáng chú ý đối với quân đội Nga vốn đang phải đối mặt với các cuộc tấn công, phản công của Ukraine kể từ hồi đầu tháng 6. Hơn nữa, điều này cũng giúp Nga phòng thủ tốt hơn ở các khu vực do nước này kiểm soát tại Donetsk. Trong khi đó, giáo sư Michael Clark, một chuyên gia về lĩnh vực quốc phòng tại Anh lưu ý, cũng không loại trừ khả năng Nga nhắm mục tiêu vào Avdiivka để đánh lạc hướng, buộc lực lượng Ukraine phải đưa quân từ các địa điểm khác dọc chiến tuyến tới đây. Theo giới quan sát, cuộc chiến giành Avdiivka có thể trở nên ác liệt hơn trong những ngày tới. Dù Nga có giành được Avdiivka hay không, thì cuộc tấn công của nước này vẫn sẽ tác động tiêu cực đến nỗ lực phản công của Ukraine ở phía Nam. Bộ Quốc phòng Anh cho hay, trong một cập nhật tình báo hàng ngày, cuộc tấn công của Nga có thể sẽ được tiến hành với nhiều tiểu đoàn xe bọc thép trong nỗ lực bao vây thị trấn này. Đánh giá trên gọi cuộc tấn công này có thể là chiến dịch lớn nhất của Nga, ít nhất là từ tháng 1 năm 2023. Tuần trước, Nga đã đánh lớn vào làng Avdiivka, khu vực mà Ukraine giành lại vào đầu năm nay. Bộ Quốc phòng Anh cho hay, các lực lượng Ukraine trong các chiến hào cho đến nay vẫn có thể đẩy lùi cuộc tấn công của Nga. Theo bộ này, làng Avdiivka chiến lược là một trở ngại lớn của Nga để đạt được mục tiêu lớn hơn là kiểm soát khu vực Donetsk. Giới tình báo Anh nhận định, tiến triển chậm của Nga có thể đã khiến nước này chuyển cách gọi từ tấn công sang phòng thủ chủ động, khi cơ hội giành lại Avdiivka trong tương lai gần đang thu hẹp. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết, các cuộc tấn công vào Avdiivka, Kupiansk và Zaporizhia là một hình thức phòng thủ chủ động. Theo AFP, người đứng đầu chính quyền địa phương Vitaly Barabas cho biết, Nga vẫn chưa dừng các cuộc tấn công và nã pháo vào thành phố. Tình hình đang rất nóng, quan chức này đánh giá. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi Avdiivka là nơi diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt nhất. Việc Nga giành được Avdiivka sẽ có ý nghĩa lớn về mặt quân sự. Moscow muốn kiểm soát Avdiivka để có thể phòng thủ tốt hơn ở Donetsk trước các cuộc tấn công của Ukraine trong tương lai. Theo nhà nghiên cứu Marina Marin,
thuộc khoa nghiên cứu chiến tranh thuộc Cao đẳng Hoàng gia London. Vị trí Avdiivka nằm trên một ngọn đồi là nơi lý tưởng cho Nga và giúp đảm bảo việc kiểm soát tuyến đường cao tốc then chốt giữa Avdiivka và Holivka ở phía đông bắc. Ngôi làng này cũng mở ra một tuyến đường tới thành phố Kramatorsk do Ukraine kiểm soát ở Donetsk, nằm cách Avdiivka gần 70 km. Tuy nhiên, giáo sư Michael Clark thuộc Cao đẳng Hoàng gia London cho rằng cũng có thể Nga tấn công vào Avdiivka để đánh lạc hướng các lực lượng của Ukraine tại các vị trí khác trên tiền tuyến. Trong một diễn biến khác, ông Vladimir Emakov, người đứng đầu cơ quan kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Nga nói với TASS, Nga cảnh báo bắn hạ vệ tinh phương Tây hỗ trợ Ukraine. Các vệ tinh thương mại của phương Tây có thể là mục tiêu hợp pháp cho một cuộc tấn công đáp trả. Ông Emakov không nêu rõ công ty nào đã hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay qua công nghệ vệ tinh. Trong những ngày đầu xung đột nổ ra, công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã triển khai hệ thống vệ tinh Starlink để hỗ trợ Kiev về dịch vụ Internet. Theo Wall Street Journal, các công ty vệ tinh của Mỹ như Masa Technology Inc. và Planet Lab PBC cũng đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho các cơ quan an ninh quốc gia của nước này. Ông Musk cho biết hệ thống Internet vệ tinh Starlink của SpaceX mang đến cho Ukraine lợi thế lớn trên chiến trường. Ông Emakov nói, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến xu hướng nguy hiểm này. Hiện đã vượt ngoài việc sử dụng vô hại công nghệ vũ trụ mà minh chứng rõ nhất là qua các diễn biến ở Ukraine. Rõ ràng, Mỹ và đồng minh không nhận thức được đầy đủ rằng những hoạt động này thực sự tạo thành sự tham gia gián tiếp vào xung đột vũ trang. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận thực hiện vụ xả súng ở thủ đô Brussels của Bỉ tối ngày 16 tháng 10, khiến hai người Thụy Điển thiệt mạng. Tuyên bố đăng trên hãng tin Amac của IS ngày 17 tháng 10 cho biết, vụ tấn công nhắm vào công dân Thụy Điển vì nước này là thành viên của Liên minh Toàn cầu chống lại các chiến binh thánh chiến. Nhà chức trách trước đó đã triển khai một cuộc truy lùng quy mô lớn sau vụ tấn công này. Bỉ đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng tại sân vận động King Baudouin ở Brussels khiến hai công dân Thụy Điển thiệt mạng và một người khác bị thương. Trung tâm xử lý khủng hoảng của Bỉ khuyến cáo người dân ở các nơi khác không nên đến thủ đô khi không cần thiết. Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Annelies Verlinden thông báo nghi phạm thực hiện xả súng đã bị cảnh sát tiêu diệt trong một cuộc truy lùng quy mô lớn. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm bị bắn chết tên là Abdesalem Lassot, 45 tuổi, gốc Tunisia, theo đạo Hồi và nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát Bỉ với các tiền án buôn người, cư trú bất hợp pháp và xâm phạm an ninh quốc gia Bỉ. Trong video đăng tải trên các mạng xã hội ngay sau khi gây án, Abdesalem Lassot tự nhận thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và đã gây ra vụ xả súng. Theo nhận định của cơ quan tư pháp Bỉ, hung thủ đã bị kích động và cực đoan hóa sau khi những hình ảnh về King Coran bị đốt tại Thụy Điển trong những tuần gần đây và quyết định xả súng vào các cổ động viên Thụy Điển đến Brussels để chứng kiến trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Thụy Điển trong khuôn khổ vòng loại Euro 2024 diễn ra vào tối ngày 16 tháng 10. Hiện cảnh sát Bỉ vẫn đang truy tìm hai đối tượng khác được coi là đồng phạm của Abdesalem Lassot. Giới chức Bỉ ngày 17 tháng 10 cũng đã nâng cảnh báo khủng bố ở Brussels lên mức cao nhất và đang triển khai các biện pháp an ninh tăng cường, đặc biệt là tại 8 trung tâm thương mại thuộc tập đoàn bán lẻ nội thất nổi tiếng IKEA của Thụy Điển tại Bỉ. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cam kết bảo đảm an ninh cho các cổ động viên Thụy Điển về nước an toàn. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đang buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phải điều động thêm lực lượng quân sự trở lại khu vực và chính sách của Mỹ một lần nữa tập trung vào Trung Đông ở thời điểm Washington muốn ưu tiên các vấn đề khác. Lo ngại xung đột Israel-Hamas có thể lan rộng với sự tham gia của lực lượng Hezbollah ở Liban, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước đã quyết định lập lại một phần sự hiện diện quân sự của Washington trong khu vực. Mặc dù việc triển khai lực lượng hải quân, phi đội máy bay chiến đấu và có thể cả binh sĩ hỗ trợ chỉ là tạm thời, nhưng cuộc khủng hoảng khiến Mỹ phải làm như vậy dường như sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn. Mặt khác, cuộc xung đột đó có thể buộc Mỹ phải suy tính lại dấu chân ở Trung Đông và nó cũng đặt ra thách thức cho Lầu Năm Góc trong việc vừa phải giải quyết những mối đe dọa hàng đầu, vừa tiếp tục hỗ trợ Ukraine khi các điểm nóng mới nổ ra. Tổng thống Biden nhấn mạnh, Mỹ có khả năng tiếp cận trên quy mô toàn cầu và có các nguồn lực quân sự để vừa giải quyết cuộc khủng hoảng Gaza, vừa hỗ trợ Ukraine. Tổng thống Biden nhấn mạnh, chúng tôi có thể giải quyết cả hai vấn đề này mà vẫn duy trì khả năng phòng thủ quốc tế tổng thể của mình. Một số cựu chỉ huy quân sự Mỹ cho rằng, với tầm quan trọng chiến lược của khu vực Trung Đông,
Washington cần duy trì sự hiện diện thường xuyên hơn, đặc biệt là để mắt đến Iran. Frank McKenzie, tướng thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ từ năm 2019 đến năm 2022 cho biết, sức mạnh của chúng ta trong khu vực thực sự tạo ra sự khác biệt. Iran thận trọng theo dõi những gì chúng ta làm. Khi rút bớt lực lượng, đồng thời phát đi thông điệp chính sách rằng trọng tâm duy nhất hiện nay là ở châu Á-Thái Bình Dương. Chúng ta không mang lại sự đảm bảo cho bằng hữu của mình trong khu vực Trung Đông mà lại tạo niềm tin cho đối thủ. Cho đến nay, Mỹ đã cử 2 nhóm tác chiến tàu sân bay, bao gồm khoảng 10 tàu và 12.000 nhân viên quân sự, tái triển khai lực lượng ở châu Âu tới Đông Địa Trung Hải. Nhóm tàu Zero Four đã đến khu vực này vào tuần trước, trong khi tàu USS Dwight D. Eisenhower đang trên đường tới đây. Tàu USS Dwight D. Eisenhower ban đầu dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận của NATO trong thời gian triển khai kéo dài 6 tháng theo lịch trình, nhưng giờ sẽ tiến thẳng tới Trung Đông và dự kiến đến khu vực sau khoảng 2 tuần. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết tàu tấn công đổ bộ USS Bataan đang hoạt động gần Biển Đỏ ngày 16 tháng 10 đã bắt đầu di chuyển về phía bờ biển Israel và có khả năng giúp sơ tán công dân Mỹ. Lầu Năm Góc đã giảm bớt lực lượng hải quân trong khu vực trong những năm gần đây và điều chuyển thêm nhiều nguồn lực tới châu Á-Thái Bình Dương để chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc. Lần gần đây nhất, Mỹ có 2 nhóm tàu sân bay ở Trung Đông là năm 2020. Tương tự, Lầu Năm Góc cũng điều động máy bay tấn công A-10, máy bay chiến đấu F-15 và F-16 quay trở lại Vịnh Ba Tư, tăng cường lực lượng không quân mà Mỹ đã luân chuyển trên khắp khu vực trong những năm gần đây. Bộ Quốc phòng cũng đang tập hợp khoảng 2.000 binh sĩ sẵn sàng hỗ trợ Israel. Những nguồn lực khác cũng đang được huy động cho cuộc xung đột, bao gồm cả vũ khí. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay Israel đã nhận được hàng nghìn quả đạn pháo 155mm kể từ sau cuộc tấn công của Hamas. Trước khi điều 2 nhóm tàu sân bay tới gần Israel, Mỹ đã có 2 đợt điều động khác hồi đầu năm nay. Tháng 4, Mỹ điều động một tàu ngầm tên lửa dẫn đường đến Biển Đỏ và vào tháng 7, các tàu chiến đổ bộ và hàng nghìn lính thủy đánh bộ được điều động tới Vịnh Ba Tư để ngăn chặn lực lượng Iran bắt giữ các tàu chở dầu trong khu vực. Mặc dù Nhà Trắng cho biết họ không có thông tin cho thấy Iran đứng đằng sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel, nhưng Mỹ nhấn mạnh việc điều các tàu sân bay và máy bay chiến đấu tới khu vực là nhằm ngăn cản Tehran và Hezbollah, lực lượng vũ trang ở Liban được Iran hậu thuẫn mở rộng xung đột. Trong nhiều năm, các đời chính quyền Mỹ, cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đã tìm cách tập trung vào nỗ lực chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, nhưng chỉ khiến những kế hoạch đó trở nên phức tạp. Đầu tiên là vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, tiếp đó là các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, và sau đó là sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, chiến lược quốc phòng của Lầu Năm Góc coi việc đối phó với Trung Quốc và Nga là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Nhưng trọng tâm chính sách đối ngoại của Nhà Trắng là ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran và sự hỗ trợ của Tehran cho các nhóm vũ trang trong khu vực. Chính quyền Joe Biden làm mới lại nỗ lực thu nhỏ sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông và tập trung các nguồn lực vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ đã rút hơn 8 khẩu đội tên lửa Patriot cùng lực lượng đi kèm ra khỏi khu vực trong năm 2022, bao gồm từ Iraq, Kuwait, Jordani và Ả Rập Xê Út, rút hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối Ta'at khỏi Ả Rập Xê Út. Việc triển khai lực lượng hải quân và máy bay trong khu vực nhìn chung tương đối hạn chế, nhưng Lầu Năm Góc khẳng định họ có thể tăng lực lượng trở lại Trung Đông trong một cuộc khủng hoảng. Lầu Năm Góc hiện đang phải đối mặt với thực tế rằng khu vực cần sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của họ ở đó, ít nhất là vào lúc này. Câu hỏi đặt ra là liệu sự hiện diện đó có kéo dài cả sau khi cuộc khủng hoảng hiện nay kết thúc hay không?